Park Bo Young tiếp tục hách tuổi đỉnh cao khi đóng vai học sinh dù đã 32 tuổi. Sau một khoảng thời gian dài ở ẩn, Park Bo Young mới đây vừa tái xuất màn ảnh với phim lãng mạn giả tưởng Doom at Your Service, tạm dịch, kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi. Trong tập đầu tiên, nữ diễn viên 32 tuổi lại một lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục khi thủ vai nữ chính Jong Ki-eong hồi trung học. Tuy nhiên, Park Bo Young không hề bị khớp so với nhân vật, vẫn trẻ trung xinh xắn như thuở nào. Cư dân mạng phải công nhận Park Bo Young là người đẹp không tuổi. Nhiều người còn không tin Park Bo Young đã ngoài 30 tuổi. Bình luận của cư dân mạng: nhìn đúng chuẩn học sinh cấp 3 luôn. À, thật sự đáng yêu. Chị này 32 tuổi ở chỗ nào? Park Bo Young giảm cân một chút, mất má phính thì cùng lắm cũng chỉ như tầm giữa 20 thôi. Nhưng lúc có má phính thì nhìn như em bé. Bây giờ chị ấy có cảm giác trưởng thành hơn nên nhìn giống như trong độ tuổi 20 rồi. Bo Young nhìn kiểu gì cũng thấy xinh, nhỏ bé, cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn bắt bỏ vào túi thôi ấy. Úi, bây giờ mới biết 32 tuổi, nhìn thì vẫn cứ trẻ như đôi mươi, mà biết nghệ sĩ trẻ hơn tuổi nên chắc tuổi thật tầm 27-28. Ai ngờ đỉnh vậy, đáng yêu hết sức, nhìn với nghe giọng thôi là muốn cưng chiều. Doom at Your Service xoay quanh Jong Ki-eong, do Park Bo Young đóng, nữ biên tập viên tại một trang web xuất bản tiểu thuyết. Cô phát hiện mình mắc khối u nguyên bào ác tính ở não và chỉ còn có thể sống được từ 3 đến 4 tháng nếu không làm phẫu thuật. Cũng trong cùng một ngày, cô vô tình biết được mình đang hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình. Thậm chí người vợ đang mang thai còn đến tìm gặp cô. Chưa kể, tin tức này lan ra nhanh chóng trên mạng xã hội khiến Jong Ki-eong vô cùng khó xử. Bên cạnh đó, việc bị xếp ví như cỗ máy hỏng hóc vì thường xuyên nghỉ việc khiến cô gái nhỏ nhắn vốn tổn thương nay lại càng chịu tổn thương hơn. Nhưng việc quen nuốt nước mắt vào trong từ cú sốc bố mẹ mất năm cô 10 tuổi đã giúp nàng biên tập luôn mạnh mẽ, bình tĩnh để hứng chịu những cuộc đả kích. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Mai El Mang do Seo In Guk đóng, là người quản lý trung gian giữa Chúa và con người, có khả năng làm biến mất mọi thứ anh ta chạm vào. Jong Ki-eong quyết định mạo hiểm mạng sống và tình yêu của mình, lập ra bản giao kèo 100 ngày với anh chàng Mai El Mang. Ngoài cặp đôi diễn viên chính, Doom at Your Service còn sở hữu dàn cast phụ không thể chất lượng hơn. Mà cả dòng Lee Soo-hyuk, nam thần Kang Tae-ho cùng sao nữ Hospital Playlist Shin Jo-hyun. Đây là tác phẩm đầu tiên của Park Bo Young trong năm 2021. Nữ diễn viên gây chú ý trước nhan sắc trẻ trung tựa như gái đôi mươi, dù cô nàng đã bước sang tuổi 31, chưa dừng lại ở đó, tạo hình ngọt ngào nhẹ nhàng. Đàm thắm của nhân vật Jo Ki-eung cũng nhận được rất nhiều thiện cảm trong lòng khán giả. Kế đó, diễn xuất cứng cáp, biểu cảm linh hoạt của nữ diễn viên cũng nhận được rất nhiều lời khen. Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa nữ chính với Seo In Guk ở hai tập đầu cũng khiến các fan của cô nàng không khỏi quán quéo. Với sự kết hợp thú vị này, nhiều khán giả rất mong chờ sự bùng nổ của bộ đôi Doom at Your Service, cũng như một cái kết tuyệt đẹp dành cho cô gái đáng thương Jo Ki-eung.